Tin vui cho quý khách nào muốn thưởng thức các món ăn đúng hương vị Huế xưa như bún bò Huế, bún mít, cơm hến, hến súp bánh tráng, bánh canh, bánh bèo, bánh ướt tôm cháy với nước thịt nướng, bánh lọc, nậm, ít trần, giăm ít, nem chả Huế, chả ốc, chả giò tôm cua, miến xào tôm cua, gỏi sen sứa, Hương Giang Photogo và Hương Giang Restaurant nằm trên đường Brookhurst và Hương Vĩ Restaurant nằm trên đường Westminster đã mở cửa trở lại bình thường mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chủ nhân Hương Giang Photogo, Hương Giang và Hương Vĩ Restaurant xin kính mời.